Hãy tưởng tượng bạn trúng số độc đắc và có được 1 triệu đô. Bạn sẽ tiêu nó như thế nào? Có thể bạn sẽ mua một ngôi nhà tuyệt đẹp, hoặc một chiếc xe hơi sang trọng, hoặc bạn sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới, hay bạn thực hiện một trong những ý tưởng điên rồ sau đây để khiến bạn bè ngạc nhiên chơi. Thật đáng tiếc, nhưng đôi khi 1 triệu đô cũng không thể giúp bạn có được một chiếc điện thoại mới. Bạn sẽ cần một số tiền lớn hơn gấp 50 lần. Chiếc điện thoại đắt nhất thế giới này đã khiến chủ nhân may mắn của nó tiêu tốn hơn 48 triệu đô la. Đó là chiếc Falcon Supernova iPhone 6 Pink Diamond Edition, được làm bằng vàng 24 carat với lớp phủ bạch kim. Ở mặt sau có một viên kim cương lấp lánh rất to. Chủ nhân may mắn của nó là vợ của người đàn ông giàu nhất châu Á. Thật kỳ lạ, nhưng chiếc ô tô đắt nhất thế giới này lại có giá thấp hơn một nửa so với giá của chiếc điện thoại nói trên. Giá của nó chỉ là 18,7 triệu đô la. Bugatti La Voiture Noire sở hữu động cơ 1.500 mã lực và có thể tăng vận tốc lên đến 420 km một giờ. Chừng đó là nhanh hơn 160 km so với tốc độ của một chiếc máy bay thương mại trước khi cất cánh. Chiếc xe được sản xuất theo đơn đặt hàng và vẫn chưa biết ai là chủ nhân của nó. Ferrari 250 GTO 1962 cũng xứng đáng được nhắc đến. Ferrari chỉ sản xuất 36 chiếc xe như vậy từ năm 1962 đến năm 1964. Vì vậy, chiếc xe có giá trị đến nỗi nó đã được mua trong một cuộc đấu giá với mức kỷ lục 48 triệu đô la vào năm 2018. Trang sức là một món quà tuyệt vời, dù là 500 năm trước hay ngày nay. Nhưng để có được viên kim cương đắt nhất, bạn sẽ phải suy tiền ra. Mà kể cả thế cũng chưa chắc được đâu. Rốt cuộc, nó nằm tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Smithsonian. Món đồ trang sức được nhắc tới có tên là viên kim cương Hope. Nó được tìm ra vào thế kỷ 17 ở miền Nam Ấn Độ. Vào thời điểm đó, nó lớn hơn so với ngày nay. Trong suốt lịch sử, viên đá quý đã có rất nhiều chủ sở hữu, bao gồm cả nhà vua nước Pháp Louis XIV. Viên kim cương này luôn bị đi kèm với những tin đồn, kịch tính và bí ẩn. Mọi người đổ lỗi cho nó vì vô số các sự kiện bi thảm đã xảy ra với chủ nhân của nó. Viên đá quý có màu xanh lam khác thường, nhưng nếu bạn chiếu tia cực tím lên bề mặt, nó sẽ phát ra màu đỏ cam trong khoảng 5 phút. Hiện tại trọng lượng của nó là 45,5 carat và có giá khoảng 250 triệu đô la. Tin tốt đây! Với 1 triệu trúng số, bạn có thể mua được chiếc xe đạp đắt nhất thế giới. Nó được làm bằng vàng nguyên chất 24 carat và được gọi là Beverly Hills Edition. Chiếc xe đạp được trang trí các biểu tượng và kim cương thiết kế riêng. Tôi cá là chủ nhân của nó chẳng mấy khi cưỡi nó đi siêu thị đâu. Bạn có thích đọc sách không nào? Nếu có thì chắc hẳn bạn sẽ đọc cho bằng hết cuốn sách có giá 30,8 triệu đô la. Nhưng nó thuộc về Bill Gates và ông ấy sẽ không chia sẻ nó với ai đâu. Leonardo da Vinci là người đã viết nên kiệt tác này. Codex of Leicester là một bản viết tay trên vải lanh dày 72 trang được viết vào năm 1510. Nó chứa đựng những lý thuyết của thiên tài về thế giới, mặt trăng và một số hiện tượng tự nhiên. Nhân tiện, một số trang trong cuốn sách này đã được quét và sử dụng làm màn hình chờ cho Windows 98 Plus. Tác giả của cuốn sách nổi tiếng nhất này cũng đã tạo ra bức tranh đắt nhất trên thế giới. Vào đầu thế kỷ thứ 15, Leonardo đã vẽ Salvador Mundi. Năm 2017, trong một cuộc đấu giá ở New York, tác phẩm hội họa này đã được bán với giá hơn 450 triệu đô la. Chiếc đồng hồ đắt nhất được sản xuất vào năm 2014, được tạo ra bởi công ty Graff của Anh. Kiệt tác này có tên là Diamonds Hallucinations. Giá của nó đắt đến mức giật mình, 55 triệu đô la. Chiếc đồng hồ này có mặt số rất nhỏ, khiến việc kiểm tra thời gian trở nên khá khó khăn. Về mặt tích cực, nó được dát đầy những viên kim cương với nhiều màu sắc và hình dạng khác nhau. Ngay cả chiếc móc cài cũng ẩn dưới một lớp đá quý. Tổng trọng lượng của chúng là 110 carat. Bạn dùng loại kem đánh răng nào để đánh răng vậy? Vị bạc hà, có canxi ư? Hay là loại kem đánh răng có giá 100 đô một tuyết? Chà, ít nhất thì đó không phải là 1 triệu. Sản phẩm này được gọi là Theoden 300. Thay vì chất fluoro thông thường, loại kem này có chứa nguyên tố Renu độc đáo. Nó được làm từ hạt cacao. Hiểu theo khía cạnh nào đó, khi dùng loại kem này, bạn đang đánh răng với sô-cô-la. Năm 2010, cuộn giấy vệ sinh đắt nhất đã được bán ra. Cuộn giấy này được dát các vảy vàng 22 carat. Cho đến nay, không thể nói chắc chắn liệu có ai đó đã sử dụng sản phẩm vệ sinh này cho mục đích ban đầu của nó hay không. Vì rốt cuộc, giá của nó là 1,5 triệu đô la.
Cuộn giấy vệ sinh độc đáo này có thể được giao đến mọi nơi trên thế giới, cùng với một chai rượu champagne làm quà tặng. Trong các khu rừng hoang dã ở châu Á, bạn có thể tìm thấy cây voi hương. Trông chúng khá giống những con cáo nhỏ. Nó không chỉ ăn các quả mọng mà còn cả các hạt cà phê. Những hạt cà phê chỉ được tiêu hóa một phần này được thu nhặt sau khi cây hương thải ra và mang đến cho cà phê Kopi Luwak một hương vị đặc biệt. Nó không đắng mà có vị như các loại hạt và sô-cô-la. Không có vị cầy hương đâu. Giá của sản phẩm bất thường này lên tới $700 cho 0,45kg. Bữa sáng đắt nhất đã diễn ra cách đây không lâu tại buổi ra mắt phim Bữa sáng ở Tiffany tại London. Để chiều lòng khán giả đến rạp, ban tổ chức đã chi ra hơn $37,000. Họ mời khách dùng bánh sừng bò với vàng và đồ trang sức ăn được cùng cà phê Kopi Luwak. Thịt hay cá đây? Khi nói đến cá ngừ vây xanh của Nhật Bản, loài cá đắt nhất thế giới, câu trả lời thật hiển nhiên. Năm 2013, một chủ nhà hàng sushi ở Nhật Bản đã mua một con cá với giá $1,7 triệu. Một con cá thôi đấy. Cá ngừ vây xanh còn lại rất ít ở Đại Tây Dương. Nhưng các ngư dân ở Thái Bình Dương vẫn chưa có gì phải lo lắng. Một loại cá đắt tiền khác cũng đến từ Nhật Bản, nhưng không phải để ăn. Những chú cá koi xinh đẹp được nuôi làm thú cưng. Ở Nhật, truyền thống này bắt đầu từ thế kỷ thứ 19. Những người nông dân địa phương nuôi loài cá này vì hoa văn và màu sắc lạ mắt của chúng. Cá koi có màu đen, trắng, ánh kim với những đốm màu xanh, vàng hoặc đỏ trên lưng. Ở khắp nơi trên thế giới, người ta tổ chức các cuộc triển lãm về chó mèo, nhưng ở Nhật Bản, họ có các cuộc thi cá koi. Con cá koi đắt nhất được bán tại Old Japan Koi Show năm 2017. Con cá có màu trắng với những đốm đỏ tươi. Nhà nuôi nó đã kiếm được $1,8 triệu. Nhân tiện, cá koi chỉ là một giống cá chép thông thường. Ngoài ra, câu chuyện kể rằng nếu bạn thả một chiếc ví xuống nước, cá chép sẽ truyền nó qua lại với nhau trong một nghi lễ được gọi là carp to carp walleting. Không, không hẳn đâu. Giờ đây, giày thể thao cũng có thể đắt khủng khiếp. Một người sưu tập giày từ Canada đã mua Nike Waffle Racing Flat Moon Shoe với giá $437,500. Những đôi giày như vậy được thiết kế cho các vận động viên tại Thế vận hội năm 1972. Người tạo ra đôi giày thể thao cổ điển này đã lấy cảm hứng từ khuôn làm bánh quế của vợ mình. Ông đã dùng cao su đổ vào và do đó có được một chiếc đế độc đáo, thoải mái. Bây giờ để đi làm, bạn cần sử dụng phương tiện giao thông nào đó. Chúng ta đã thảo luận về những chiếc xe hơi và xe đạp đắt tiền nhất rồi. Nhưng còn giao thông công cộng thì sao? Theo thống kê, vé tháng đắt nhất được bán ở London. Chúng có giá khoảng $180. Đó là một trong những lý do khách du lịch đến thăm thành phố này thích thuê xe hơi. Nhưng họ nên nhớ thủ đô của Anh cũng có giá cho thuê xe hàng ngày cao nhất. Oslo, thủ đô của Na Uy, được coi là một trong những điểm đến du lịch đắt đỏ nhất. Mức sống của đất nước này rất cao, khiến các du khách phải nới lỏng hầu bao của mình. Tuy vậy, hàng năm vẫn có rất nhiều người tới đây để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thành phố và tham quan các vịnh hẹp nổi tiếng của Na Uy. Hoặc bạn chỉ cần lái một chiếc York thôi. Tuy nhiên, phòng khách sạn đắt nhất lại được tìm thấy ở một nơi khác. Đó là phòng Empathy Suites tại Palms Casino Resort ở Las Vegas. Với $100,000 một đêm, bạn sẽ có một căn hộ áp mái sang trọng, rộng 7,900 m². Căn phòng cao cấp này bao gồm vài phòng ngủ và phòng tắm, phòng muối tắm thư giãn, hồ bơi và bồn tắm sục. Cả hai đều có tầm nhìn ra thành phố. Nếu có khó khăn hay rắc rối gì xảy ra, quản gia cao cấp luôn sẵn sàng để giúp đỡ bạn. Này, bạn đang trở về nhà sau kỳ nghỉ, nhà mình là nhất. Đặc biệt là nếu đó là một dinh thự đáng giá $500 triệu, được gọi là The One. Nó nằm trên đỉnh đồi với tầm nhìn choáng ngợp ra Los Angeles và Thái Bình Dương. Ngôi nhà này có diện tích 9,000 m². Có 20 phòng ngủ, 30 phòng tắm, 5 hồ bơi, một sân chơi bowling riêng và cả một hộp đêm. Tất cả những điều này chắc chắn sẽ khiến chủ sở hữu mới của nó hài lòng ngay khi họ được tìm thấy. Để có một hành trình thoải mái, bạn cần một chiếc máy bay. Và tôi không nói về máy bay tư nhân với giá cắt cổ đâu. Ý tôi đơn giản là vé máy bay, hoặc cũng không đơn giản lắm. Kỷ lục đã được xác lập bởi Etihad, hãng hàng không quốc gia UAE và khoang hạng bay thương gia Residence của hãng. Với $64,000, bạn sẽ có một phòng ngủ với một chiếc giường lớn, một phòng khách và cả phòng tắm. Hãy tận hưởng sự thoải mái này. Bạn sẽ chẳng nhận ra mình đã đi từ New York đến Abu Dhabi như thế nào đâu.